Một ngày đẹp trời, có một cô gái đến chùa để tham dự lễ kỷ niệm đời Phật. Cô đã cùng với các tín đồ khác thực hiện các nghi thức tôn kính Phật, cầu nguyện cho bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khi cô gái đang rời khỏi chùa, người tu sĩ trưởng lão của chùa bắt đầu nói chuyện với cô. Người tu sĩ hỏi cô có gì muốn xin cầu nguyện không? Cô gái trả lời rằng cô muốn một người chồng tốt đẹp, giàu có và đáng tin cậy. Người tu sĩ cười và nói, cô muốn một người chồng tốt đẹp, giàu có và đáng tin cậy à? Nhưng tại sao cô không hỏi Phật vì điều đó? Cô gái cảm thấy lạ lùng về câu hỏi của người tu sĩ, nhưng cô cũng thấy đó là ý tốt và quyết định tuân theo lời khuyên. Cô gái quay trở lại chùa và đốt một cây nhang, cầu nguyện cho tình yêu của mình. Cô ước nguyện tìm được một người chồng tốt đẹp, giàu có và đáng tin cậy. Thật bất ngờ, sau vài tuần, cô gái đã gặp một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có và đáng tin cậy. Họ đã cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp và cuối cùng kết hôn. Cô gái trở lại chùa để tạ ơn Phật và người tu sĩ đã giúp cô tìm được hạnh phúc. Người tu sĩ lại hỏi cô gái, vậy còn hạnh phúc của chàng trai đó, cô có cầu nguyện cho nó không? Cô gái trả lời, không, vì tôi biết chàng ta không cần phải cầu nguyện để tìm được hạnh phúc vì anh ta đã có hạnh phúc từ khi gặp được tôi. Người tu sĩ cười và nói, đó là đúng. Hạnh phúc thật sự không chỉ đến từ việc tìm kiếm và cầu nguyện, nó đến từ bên trong chính chúng ta. Chúng ta phải tìm thấy hạnh phúc trong tâm hồn và sống một cuộc đời ý nghĩa, vì chỉ khi ta đem lại niềm vui cho người khác thì ta mới tìm thấy hạnh phúc thật sự. Cô gái cảm thấy cảm động về những lời người tu sĩ trưởng lão đã nói và cảm thấy biết ơn vô hạn với sự giúp đỡ của Phật và người tu sĩ. Từ đó, cô gái quyết định sẽ dành phần lớn cuộc đời của mình để tìm kiếm và lan tỏa niềm hạnh phúc đến với những người khác, giống như những gì Phật đã dạy.